Thế giới có 3 kiểu người. 1. Tim bít bà Bon. Tôi lấy một cục ăn thử mà vẫn chưa thổi được. Ăn thêm vào cục thứ hai rồi lên được một xíu. Tim 2. Single boom up. Ăn luôn hai miếng cho chắc. Thổi to hơn được một chút rồi. Tim 3. Cô em. Cái này ăn thì thổi ra bạc hà. Bạn là tim nào?